Từ nhỏ, tôi luôn tự hứa với bản thân mình, khi lớn lên, tôi sẽ bắt má con bà trả giá. Và bây giờ, tôi đã làm được điều đó. Tôi đã lấy đi từng thứ một của má con bà. Bà nhìn cái gì? Hả? Bà nhìn cái gì? Đừng không cho phép con Ngọc sung sướng và hạnh phúc hơn tôi. Tôi muốn nó phải đau khổ. Chưa hết đâu, tôi còn có một bí mật này muốn kể cho bà nghe. Đứa cháu ngoại mà hằng ngày bà vẫn đội trên đầu, đó chính là con gái ruột của tôi. Oh.